Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và sản phẩm mình muốn gửi đến các bạn là gì thì xin mời các bạn hãy đón xem video của mình. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video để ủng hộ các bạn, để cho các bạn cùng xem. Và mình mong rằng các bạn hãy cho mình tiếp thêm động lực cho mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn ơi. Yeah, I don't know.
Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và sản phẩm mình muốn gửi đến các bạn là gì thì xin mời các bạn hãy đón xem video của mình. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video để ủng hộ các bạn, để cho các bạn cùng xem. Và mình mong rằng các bạn hãy cho mình tiếp thêm động lực cho mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ cho mọi người lại xem này. Chị bảo là chị đi làm cái này còn hơn phải làm cô giáo. Đúng không? Đúng rồi. Chứ tỉnh nhiều hơn là làm cô giáo. Mày vừa làm gì? Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn làm một cây và một cây nhỏ của mình sẽ có dòng chữ của cái này. Câu chuyện bó nữa là một loại chuyện ở Việt Nam, mình là chuyện cổ tích Việt Nam 6. Bây giờ mình bắt đầu làm nhé. Mọi người ơi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay nha. Hôm nay vòng tay của mình sẽ có từ sự tích bông đúc trắng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay của mình sẽ có từ Chí Khôn Ta Đây. Chí Khôn Ta Đây là một câu chuyện cổ tích ở Việt Nam mình nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm như thế này. Bỏ không lên. Các bạn ơi đây là màu cam của mình nha. Tiếp theo là mình sẽ xỏ phần màu tím. Vậy là mấy tô xong rồi các bạn.